Lâu nay, quả đu đủ rất quen thuộc với chúng ta và là loại quả được ưa chuộng trong cuộc sống hàng ngày của người Việt. Bên cạnh loại quả ngọt, giàu dinh dưỡng này, theo bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Văn Phao, nguyên giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Định, các bộ phận khác của cây đu đủ như hoa, lá, rễ lại có nhiều tác dụng trong y học. Thứ nhất, lá đu đủ. Từ xa xưa, dân gian ví lá đu đủ như một loại thuốc chữa bệnh, nếu như biết dùng đúng cách. Ngày nay, có nhiều đồn đoán về việc uống nước sắc lá đu đủ trị được ung thư. Điều này chưa có nghiên cứu khoa học sâu, kiểm chứng và xác thực. Tuy nhiên, trong đông y cũng như thực tế điều trị, có ghi nhận hiệu quả, hỗ trợ ngăn ngừa và giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Theo đông y, lá đu đủ có tính hàn, vị hơi đắng, có mùi hắc, giúp thanh nhiệt, giải độc, mát gan, bổ tỳ và nhuận tràng. Lá đu đủ thường được phân biệt giữa lá đu đủ đực và lá đu đủ cái. Lá đu đủ đực có phiến lá nhỏ, màu xanh lá thẫm. Lá đu đủ cái có phiến lá lớn, màu xanh thẫm, nhưng nhạt màu hơn lá đu đủ đực. Có thành phần dược tính thấp hơn nên ít được dùng hơn là lá đu đủ đực. Theo các nghiên cứu Tây y, lá đu đủ có chứa alkaloid capain, có tác dụng giống glucosid của dương địa hoàng, làm chậm nhịp tim, diệt amip. Bài thuốc từ lá đu đủ. Lá đu đủ làm thuốc hỗ trợ cho người ung thư phổi, ung thư vú. Lá đu đủ một lá, rửa sạch, nêm nước sôi, để nguội, chiết nước đặc hoặc cô thành cao, chia thành 3 lần uống trong ngày. Uống thêm 3 muỗng cà phê mật mía trong mỗi ngày, mỗi lần 1 muỗng. Cần uống từ 15 đến 20 ngày, có thể kết hợp các phương pháp y khoa hiện đại như chiếu tia và hóa trị. Thứ hai là hoa đu đủ. Trong tự nhiên, cây đu đủ đực ít thấy hơn cây đu đủ cái, vì vậy hoa đu đủ đực cũng ít thấy hơn hoa đu đủ cái. Hoa đu đủ đực nở quanh năm, thường mọc theo từng cụm, tập trung ở cuống dài. Hoa màu trắng, có 5 cánh, vị đắng, mùi khá thơm. Hoa đu đủ đực có thể sử dụng ở dạng tươi hoặc dạng phơi khô. Hoa đu đủ đực có thể chế biến thành nhiều món ăn như hoa đu đủ đực xào trứng, thịt bò lòng gà, hoa đu đủ om, hoa đu đủ nấu. Lưu ý, đối với người đang mang thai, tuyệt đối không nên ăn hoa đu đủ đực vì trong hoa có chứa thành phần babain, có thể gây có thắt tử cung của thai phụ, ảnh hưởng đến thai nhi. Người bình thường cũng không nên ăn quá nhiều hoa đu đủ đực. Hoa đu đủ đực có nhiều tác dụng đối với hệ tiêu hóa. Hoạt chất babain được tìm thấy trong hoa đu đủ đực có tác dụng thúc đẩy hoạt động của hệ tiêu hóa, kích thích nhu động co bóp. Từ đó, thức ăn được di chuyển nhanh hơn, ngăn chặn tình trạng ăn không tiêu, táo bón, đầy hơi. Bên cạnh đó, các loại vitamin A, C, E và folate trong hoa đu đủ còn có khả năng bảo vệ niêm mạc dạ dày, ngăn chặn được tình trạng viêm nhiễm ở dạ dày, đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Đối với hệ miễn dịch, nhờ hàm lượng vitamin C dồi dào, nếu ăn hoa đu đủ đực sẽ giúp hệ miễn dịch hoạt động tốt, bồi bổ sức khỏe nhanh chóng. Với hệ tim mạch và tuần hoàn, trong hoa đu đủ đực có hàm lượng lớn các chất chống oxy hóa, folate và beta-carotene. Những thành phần này có khả năng bảo vệ thành mạch, giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể, ổn định đường huyết áp, ngăn ngừa tình trạng đột quỵ, đau tim. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa, folate và beta-carotene còn giúp ngăn chặn sự cấu thành của các huyết khối tĩnh mạch và mảng xơ vữa, từ đó đảm bảo quá trình tuần hoàn máu diễn ra ổn định. Đối với hệ hô hấp, hoa đu đủ đực giàu beta-carotene và vitamin C. Đây là những chất rất tốt cho hệ hô hấp, giúp kháng khuẩn, tiêu viêm. Từ đó, các triệu chứng của đường hô hấp như viêm họng, viêm phế quản, ho, đau rát cổ, khàn tiếng được kiểm soát và cuối cùng là hỗ trợ ngăn ngừa và giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Theo các nghiên cứu Mỹ cho biết, các hoạt chất carotenoid và lycopene trong đu đủ có khả năng ức chế sự hình thành của các khối u, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh như bạch cầu, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt. Bài thuốc từ hoa đu đủ. Chữa ho, mất tiếng, ho gà, viêm phổi. Dùng 5 đến 10 hoa đu đủ đực trên một ngày, khô hoặc tươi, trưng cách thủy với đường hoặc đường phèn. Chữa ho nhiều, ho kéo dài trong các trường hợp bị viêm họng. Rẻ quạt, củ lan tiên. Tần dày lá, mỗi vị 10g, bông đu đủ đực 15g, trưng cách thủy với một ít đường phèn, giã nát chia làm 3 phần, ngậm hoặc nuốt, sử dụng trong ngày. Và cuối cùng là rễ đu đủ. Rễ cây đu đủ có nhiều tác dụng giải độc, tiêu đờm, điều trị sốt rét. Đối với người bị sỏi thận, rễ đu đủ sắc uống từ 8 đến 12g mỗi ngày. Đối với người bị cá đuối cắn, giã nát 30g rễ đu đủ tươi cùng 4g muối ăn, vắt lấy nước uống, phần bã đắp lên chỗ vết cắn. Chừng nửa giờ sẽ giảm đau, vài ngày sẽ khỏi hẳn.